Bố ơi, từ ngày mai bố không cần phải đến đón con nữa đâu. Sao thế hả con? Con không thích. Kìa, Hoàng. Con đã bảo là con không thích. Hoàng. Con không thích. Ở lớp có chuyện gì hả con? Con không thích mà. Hoàng ơi. Hoàng, về sao không biết chào ai vậy hả? Con chào mẹ. Ừ. Chồng về rồi đấy ạ. Từ mai em đi đón con. Anh không đón nó đâu. Sao thế? Mới đón con thêm em có một ngày mà cứ nói như là chẳng lẽ có việc gì sao anh? Thì đấy, con nó chê anh luộm thuộm xấu xí, nó xấu hổ với bạn bè. Tóm lại là không muốn bố đi đón. Cái thằng bé này, để em dạy lại con. Thôi em, lỗi là cũng tại anh. Không có công việc ổn định, không bằng người ta. Con nó nghĩ sao thì nó nói vậy. Đừng mắng con, rồi ảnh hưởng đến việc học hành của nó. Tội nó ra. Xiên hôm nay ăn ngon nhỉ? Đúng rồi, hôm nay đi học vui. Dương! Đúng không? Vâng ạ. Này gửi cô. Em cảm ơn anh ạ. Không phải cảm ơn đâu. Khu vực này là cướp giật rất là nhiều, nên là phải cẩn thận vào. Bác ơi, bác giỏi quá. Con phải nói cảm ơn bác chứ con. Cháu cảm ơn bác vì đã cứu mẹ cháu. Ước gì bố của cháu cũng ngầu như bác. Không có gì đâu cháu ạ. Trong cái hoàn cảnh này, không phải là bác mà là người khác người ta cũng làm như bác thôi. Mà nhìn bác luộm thuộm bẩn thỉu như này, cháu không thấy ngại sao? Bác ngầu mà, bác là siêu anh hùng. Bác cảm ơn cháu. Bố. Đây là bố của bác. Thật ư? Bác là bố của bạn Hoàng á. Bác ngầu thật. Bác cảm ơn. Một lần nữa hai mẹ con em cảm ơn anh ạ. Hôm nay mẹ con em may mắn quá mới gặp được anh. Để hôm nào em cho cháu Dương sang nhà cháu Hoàng chơi với hai bác. Để cho các cháu thân càng thêm thân ạ. Cảm ơn hai mẹ con. Con chào bác rồi bạn mình về đi con. Con chào bác siêu nhân ạ. Bác cảm ơn con. Hey, chào con của siêu nhân nhiều cậu nhất. Chào cậu nhé. Con chào cô. Chào con. Em xin phép ạ. Chào hai mẹ con. Bố ơi, con xin lỗi chuyện hôm... Con... chuyện hôm vừa rồi, bố quên hết rồi con ạ. Bố chả nhớ gì cả. Sao bố lại không giận con ạ? Giận là giận thế nào? Con là con trai của bố, yêu thương còn không hết. Giận thì giận thêm sao đi ạ? Bố là số 1. Yeah. Con mình về này.